Chào mừng các bạn đã đến với kênh iCheckVN. Trong clip hôm nay, iCheckVN xin được gửi đến các bạn thông tin so sánh một cách chi tiết tất cả các mặt về nội ngoại thất, tính năng an toàn cũng như thông số kỹ thuật của hai dòng xe 7 chỗ tại thị trường Việt Nam, chính là chiếc Mitsubishi Xpander Cross và Toyota Veloz Cross. Hai dòng xe đều là thương hiệu của Nhật Bản và chúng ta hãy cùng xem chi tiết về hai dòng xe này các bạn nhé. Đầu tiên, nếu chúng ta nhìn qua về giá bán của hai dòng xe thì các bạn có thể thấy là Toyota Veloz Cross và chiếc Mitsubishi Xpander Cross đang được có mức giá niêm yết hoàn toàn giống nhau đến từng triệu đồng. Tức nghĩa cụ thể là ở đây các bạn có thể thấy mức giá niêm yết của Mitsubishi Xpander Cross là 698 triệu. Trong khi đó thì Toyota Veloz Cross có hai phiên bản là Veloz Cross thường và Veloz Cross Top sẽ có mức giá tương ứng là 698 triệu y chang như nhau. Vậy những điểm nào khác nhau khi chúng ta cùng bỏ ra một số tiền? Đầu tiên chúng ta sẽ xem về ngoại thất của cả hai dòng xe. Đều được thiết kế theo phong cách là nâng gầm, tức nghĩa là theo cái phong cách của dòng SUV chứ không phải thuần túy như là dạng MPV. Vì vậy hai dòng xe này đều có một cái hậu tố sau là chữ Cross. Nhưng mà nếu các bạn đặt lên bàn cân và chúng ta cùng so sánh thì ở đây chúng ta có thể thấy chiếc Mitsubishi Xpander Cross trong phiên bản nâng cấp lần này mang đến cái chiều dài tổng thể của xe, cái chiều cao tổng thể và ngay cả cái chiều dài trục cơ sở nó đang đều nhỉnh hơn so với chiếc Toyota Veloz Cross nếu chúng ta so sánh về những thông số kỹ thuật. Và nếu các bạn so tiếp về cái phần độ rộng của thân xe hay cả cái phần khoảng sáng gầm thì ở đây có thể thấy chiếc Mitsubishi Xpander Cross cũng đều thắng thế hơn so với đối thủ. Cụ thể là dòng xe Mitsubishi Xpander Cross đang có khoảng sáng gầm lên đến 225mm. Và đây chính là cái khoảng sáng gầm tốt nhất trong cái phân khúc của dòng SUV 7 chỗ tại Việt Nam trong cái thời điểm hiện tại. Ở đây hình ảnh thực tế các bạn có thể thấy về ngoại hình của chiếc Mitsubishi Xpander Cross trong phiên bản nâng cấp lần này thì hãng Mitsubishi vẫn giữ nguyên cái phong cách thiết kế là Dynamic Shield. Tuy nhiên cái phần đầu xe có vẻ là hầm hố so với cái phiên bản tiền nhiệm trước đây. Nó mang cái tính trung tính nhiều hơn. Ở đây các bạn có thể thấy một cái hệ thống camera mặt trước, tức nghĩa là đây là một trong những cái thiết bị đang cấu thành tổng thể trong cái phần gọi là camera 360 độ. Và kèm theo đó chúng ta thấy cái dải đèn LED trong nó có vẻ là sáng hơn, cũng như là cái hệ thống ở đây là cái đèn hình chữ T hay ngay cả cái đèn sương mù nó cũng được vạt cái góc cạnh nhiều hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Và vì vậy có thể thấy là tổng thể của cái dòng Xpander Cross phiên bản nâng cấp lần này mang một cái phong cách thể thao hơn và cũng đậm cá tính hơn. Trong khi đó thì cái phong cách thiết kế của dòng xe Toyota Veloz Cross ở cả hai phiên bản thường và bản top thì có thể thấy là nó có những cái đường gân dập nổi chạy xuyên suốt cái phần chiều dài của thân xe. Và vì vậy là mặc dù cái sở hữu cái kích thước là nhỏ hơn so với đối thủ trong video clip này, nhưng các bạn có thể thấy là chúng ta đứng cạnh bên một chiếc Toyota Veloz Cross thì có thể cảm nhận một cái không gian là nó to lớn hơn so với cái phiên bản cũng như cái thông số mà nó đang sở hữu. Đây là loại mâm có kích thước là 17 inch và loại là 5 chấu bạc, các bạn thấy là cũng rất là bắt mắt. Và vì vậy thì phong cách thiết kế mà hãng Toyota gọi cho dòng này đó là phong cách DNGA, hay còn gọi là cái phong cách thiết kế của Daihatsu Neo Global Architecture. Nó có một cái gì đó đang cũng liên quan đến Daihatsu trong cái phong cách thiết kế này. Tuy nhiên là cái kích thước về mâm lớp cả hai dòng xe này nó đều sở hữu cái kích thước mâm giống nhau là đều 17 inch. Có điều là về cái đường kính tổng thể thì có thể là chiếc Mitsubishi đang nhỉnh hơn vài mm trong cái phần đường kính ở vòng ngoài. Còn trong khi đó thì hai dòng xe này nếu các bạn đặt lên bàn cân và so với nhau từng cái thông số, ví dụ về ngoại thất nè, về cái phần nội thất thì nó đang so kè với nhau từng điểm một. Camera 360 độ chỉ có tác dụng là hiển thị hình ảnh chứ không phải là có loại cảnh báo là lệch làn nè, cảnh báo tiền va chạm hoặc là những cái hệ thống cảnh báo cắt ngang khi lùi và chúng ta có những cái cảnh báo điểm mù. Như vậy thì các bạn có thể thấy là hệ thống camera 360 độ này là một cái hiển thị tích hợp. Vì vậy khi chúng ta so sánh và khi chúng ta đặt lên trên bàn cân để so về cái ngoại thất của hai dòng xe này thì tất cả những cái yếu tố mà iCheckVN đang gửi đến các bạn có cái thông tin là màu xanh dương ở đây, tức nghĩa là hoàn toàn hai dòng xe nó đều tương đồng như nhau. Chẳng hạn như là hệ thống đèn pha của hai loại xe này là Auto Full LED. Auto ở đây tức nghĩa là nó đều tự động bật tắt được nè. Sau đó là chúng ta sẽ có những cái phần đèn chiếu hậu hay là đèn sương mù, nó cũng hoàn toàn là đèn LED. Gương chiếu hậu thì có gập điện, chỉnh điện. Tuy nhiên cả hai dòng xe này đều không có tính năng là sấy điện. Duy nhất thì gạt mưa tự động nó đang có trang bị trên chiếc Xpander Cross. Và cả hai dòng xe này nếu so thêm một cái yếu tố về ngoại thất, các bạn có thể thấy là hãng Toyota luôn mang đến cho những cái sản phẩm của mình một cái
phần thiết kế về ngoại thất rất là bắt mắt, đó là hệ thống phanh đĩa full cả 4 đĩa cho cả 4 bánh. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái thông tin so sánh cập nhật mới nhất, thậm chí là so cả 3 dòng xe với cả chiếc XL7 các bạn nhé. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là về ngoại thất, cả hai dòng xe này đều có một cái phong cách thiết kế nâng gầm và nó đều là cái loại có phong cách thể thao. Ở đây thì chiếc Expander Cross thậm chí còn sơn đen cho cái phần giá nóc và cái phần trên, làm cho cái dòng xe này nó có vẻ là đậm chất thể thao hơn, nó cá tính hơn so với cái phiên bản tiền nhiệm trước đây. Và phần đuôi xe cũng là một cái điểm dễ phân biệt so với phiên bản Expander Cross tiền nhiệm đã bán ra. Và các bạn có thể thấy là cái phần đuôi này chúng ta vẫn có camera lùi nè, có một số cái cảm biến lùi. Tuy nhiên là không phải là full tất cả những cái hệ thống cảnh báo va chạm ở tất cả các vị trí. Trong khi đó thì cái phần đuôi xe ở đây các bạn có thể thấy cụ thể cho chiếc Toyota Veloz Cross thì hệ thống đuôi này vẫn có những cái dải đèn LED. Tuy nhiên đệm vào đó vẫn có một số cái chi tiết về halogen. Và cả hai dòng xe này đều có trang bị những cái chi tiết làm cho chúng ta có cảm giác giống như một cái ống bô ốp giả thể thao ở phần sau. Chúng ta sẽ cùng đến với những nét chi tiết của hai dòng xe về khoang nội thất các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta đến với chiếc Expander Cross ở phiên bản nâng cấp lần này. Hãng vẫn cắt đi một số option nếu so với phiên bản ra mắt tại thị trường Thái Lan hay trong khu vực. Ở đây các bạn có thể thấy là hệ thống ghế lái và ghế hành khách chúng ta đều là chỉnh cơ. Ở đây là chỉnh 6 hướng. Trong khi đó thì tất nhiên cái đây là một cái xe vừa mới nhập về đại lý nên đang chưa gắn màn hình, nhưng mà cả hai dòng xe này đều sở hữu cái màn hình 9 inch, màn hình giải trí. Còn ở đây các bạn có thể thấy nguyên cái vô lăng của chiếc Pajero Sport nó được mang lên trên chiếc Expander Cross này. Một cái vô lăng hình chữ D cut up, trông nó rất là cá tính và nó hầm hố hơn so với cái phiên bản Expander thông thường. Trên cái vô lăng này vẫn tích hợp đầy đủ những tính năng, ví dụ là đàm thoại rảnh tay nè, chúng ta có thêm tính năng cruise control. Cái cruise control này là điều thiếu vắng trên chiếc xe Toyota Veloz Cross. Còn đây là cái màn hình ở mặt tablo lên đến kích thước là 7 inch và đó là màn hình digital như các bạn vừa quan sát. Hơi tiếc là trên dòng xe này mặc dù vẫn có cái hệ thống là phanh tay điện tử auto hold nhưng mà lại thiếu cái sạc không dây, mặc dù cái tính năng đó chúng ta độ thêm vẫn không có quá đắt tiền. Còn đây là cái vô lăng tương ứng của đối thủ, tính là chiếc Toyota Veloz Cross. Các bạn có thể thấy là vẫn có đầy đủ những cái núm để chúng ta chỉnh đàm thoại rảnh tay, và trên cái màn hình trung tâm cũng có kích thước lên đến 9 inch. Tức nghĩa là hai dòng xe này nó đang so kè với nhau từng cái điểm trang bị một trên cả cái phần ngoại thất lẫn cái phần nội thất. Hai dòng xe này đều là cái hệ thống chỉnh nhiệt độ theo cái kiểu là tự động và là hai vùng độc lập. Và các bạn có thể thấy đây cũng có cái hệ thống phanh tay điện tử auto hold để có thể cạnh tranh so với đối thủ. Như vậy những cái điểm khác biệt nào chính, các bạn có thể thấy là hệ thống ghế, tức là da kết hợp với lại nỉ. Trong khi đó thì đối với phiên bản cao nhất Veloz Road Top thì chúng ta sẽ có hệ thống da. Như vậy cả hai dòng xe này đều là hệ thống chỉnh cơ cho cái ghế lái cũng như là cái ghế khoang hành khách. Và vì vậy thì có thể so một số điểm, có thể thấy là cái chiếc Mitsubishi Expander Cross nó nhỉnh hơn ở yếu tố là cái màn hình trên mặt tablo là cái loại digital nhỉnh hơn một chút so với cái chiếc Toyota Veloz Cross. Còn hầu như tất cả những cái thông số còn lại của hai dòng xe này là tương đồng như nhau, bao gồm là cái hệ thống âm thanh nè, cái phanh tay điện tử hay là cái hệ thống điều hòa, nó đều là giống nhau. Duy nhất thì trên Toyota Veloz Cross sẽ có thêm một cái tính năng phụ, đó là tính năng sạc không dây. Đây là một trong những cái điểm tiện dụng của dòng xe này. Như vậy nếu chúng ta so tiếp về cái hàng ghế thứ hai cũng như hàng ghế thứ ba, bởi vì dòng xe này là dòng xe 7 chỗ, xem cái dòng xe nào có cái phần hàng ghế này thoải mái và rộng rãi hơn. Thì như các bạn thấy là cả hai dòng xe này đều cố gắng để một cái trần khá cao để chúng ta có thể thoải mái ở ngồi hàng ghế thứ hai và thứ ba. Tuy nhiên nên nhớ là đây là thương hiệu đều là Nhật Bản, vì vậy cái thiết kế nội thất luôn đạt cái trạng thái tối ưu. Nếu như các bạn cao khoảng tầm 1m75 thì chúng ta vẫn còn dư một gang tay khi chúng ta ngồi cái hàng ghế thứ hai này. Trong khi đó hàng ghế thứ ba, tất nhiên một cái dòng xe gia đình như thế này thì tương đối, nếu các bạn đặt lên mà so với những chiếc MPV thuần như là Kia Carnival hoặc là những cái dòng tương tự thì chúng ta sẽ thấy hàng ghế thứ ba rất là chật chội. Tuy nhiên là nếu như mình cân chỉnh đẩy cái hàng ghế thứ hai lên một chút nè, và chúng ta sẽ có cái khoang hàng ghế thứ ba. Như các bạn thấy ở đây là chiếc Toyota Veloz Cross thì vẫn đủ chỗ để cho chúng ta chuyên chở không chỉ là trẻ nhỏ đâu. Về tính năng an toàn chi tiết của cả hai dòng xe này thì cũng so kè từng chút một. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy ngay lập tức thì chiếc Toyota Veloz Cross đang thắng thế hơn ở cái phần về túi khí. Dòng xe này trang bị 6 túi khí cho cái phiên bản cả Veloz Road Top và cái phiên bản thông thường.
Tuy nhiên là nếu chúng ta so lại thì có thể thấy là cả hai dòng xe này đều sở hữu camera 360 độ, nhưng thực sự cảnh báo lệch làng hay không, nó sẽ nhỉnh hơn trên cái dòng Toyota Veloz Cross. Nhưng nếu có ai thiên về cái tính năng trải nghiệm lái thì có thể thấy là chiếc Mitsubishi Spender nó đang trang bị mặc dù chỉ hai túi khí nhưng mà lại có hệ thống bầu cua chủ động AC nè, và chúng ta có hỗ trợ thêm cái tính năng là Cruise Control. Trong khi đó thì tính năng trong chờ này nó thiếu vắng trên chiếc Toyota Veloz Cross. Chi tiết về thông số kỹ thuật thì các bạn cũng thấy là hai dòng xe này nó so kè từng chút một, đều sử dụng cái loại là xăng chứ không phải là dầu, và cái phiên bản động cơ là loại 1.5, tất nhiên thương hiệu của Nhật Bản. Và chúng ta thấy là trên chiếc Mitsubishi sẽ trang bị cái động cơ Mivec có loại 4 xi lanh và cho cái công suất cũng so kè từng chút một, 104 mã lực. Trong khi đó thì Toyota Veloz Cross nhỉnh hơn một mã lực ở vòng tua 6.000 vòng trên phút là 105 mã lực. Trong khi đó thì mô men xoắn cực đại của chiếc Mitsubishi Spender nó lại hơn một chút so với chiếc Toyota Veloz Cross. Đồng thời thì các bạn có thể thấy trong phiên bản nâng cấp lần này thì cái tự trọng, tức nghĩa là cái tải trọng của xe không có chở người, mà nội tại của nó, chiếc Spender Cross đang là 1.250 kg, tức nghĩa là nó đang nhỉnh hơn một chút về cái cân nặng so với đối thủ, vì vậy nó cũng hao xăng hơn một chút. Nhưng mà cái độ đậm chắc khi chúng ta đi trên những cái cung đường đối với tốc độ cao thì có thể thấy chiếc xe nào nó nặng hơn thì nó có vẻ đậm chắc hơn. Nhưng mà nếu thiên một chút về tiết kiệm nhiên liệu, có thể thấy là chiếc Toyota Veloz Cross đang nhỉnh hơn một chút so với đối thủ. Còn chiếc Xpander Cross của Mitsubishi nó tương đồng với dòng xe này ở các điểm, ví dụ hệ thống treo trước và treo sau nó sẽ giống nhau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thêm so sánh của cả ba dòng xe với cả XL7 các bạn nhé. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là đối với những dòng xe mà công suất thấp như thế này thì cái động cơ số tự động, hộp số tự động vẫn có vẻ là tốt hơn so với cái hộp số CVT. Không biết các bạn nghĩ sao về cái quan điểm này, chúng ta có thể để lại bình luận bên dưới các bạn nhé. Về phiên bản và màu sắc, tất nhiên dòng Cross thì chỉ có hãng Toyota mới tách riêng là có Veloz Cross thường và loại Cross Top. Trong khi đó thì Xpander Cross đã là một cái phiên bản tách biệt rồi. Vì vậy thì ở đây chúng ta sẽ so thuần túy về màu sơn ngoại thất. Có thể thấy là chiếc Xpander Cross sẽ cho chúng ta 5 màu. Tuy nhiên cái màu đen cam hoặc là màu cam đó là hai cái biến thể. Và ở đây chúng ta sẽ có 4 màu chủ đạo về cái màu sơn ngoại thất. Như vậy thì cả hai dòng xe này các bạn thấy vẫn so kè với nhau từng chút một về cái màu sơn. Ở đây thì chiếc Toyota Veloz Cross cũng trang bị 5 cái màu sơn ngoại thất khác nhau. Và những màu sơn này nếu so với những cái phong cách trước đây thì có thể thấy là hãng Toyota cũng lột xác và cá tính hơn rất nhiều, bởi vì cái màu sơn cũng khá là bắt mắt. Như vậy tổng kết lại ở phần cuối video clip này, chúng ta có thể thấy một số đặc điểm như sau. Đối với chiếc Mitsubishi Spender Cross thì ưu điểm của nó chính là một cái phiên bản nhập khẩu tại thị trường Indonesia, mặc dù vẫn cùng là xuất xứ Nhật Bản giống như đối thủ. Khoảng sáng gầm của chiếc Xpander Cross vẫn là cái điểm nhỉnh hơn đáng kể so với những cái đối thủ trong cùng phân khúc của dòng SUV lẫn cái lần MPV 7 chỗ thị trường Việt Nam. Thời điểm hiện tại lên đến 22.5 cm, và dòng xe này vẫn trang bị cho cái phiên bản của mình, đó chính là chiếc xe có Cruise Control trong phân khúc và có thêm một cái hệ thống AC, hệ thống bầu cua chủ động. Lần đầu tiên hãng Mitsubishi mang cho một cái dòng xe thuộc loại là trung cấp của mình chứ không phải là loại xe trên 1 tỷ đồng. Trong khi đó thì chiếc Toyota Veloz Cross đã có một số cái đặc điểm về ưu điểm, có thể thấy là nó là một cái thương hiệu của Toyota rất nổi tiếng thị trường Việt Nam và mang tiếng là giữ giá rất là tốt, bởi vì hãy gắn với Toyota là gắn với sự yêu thích của người Việt. Nhưng mà đâu đó vẫn phảng phất có một cái phong cách thiết kế của DNGA, tức nghĩa là phong cách của Daihatsu. Không biết các bạn nghĩ sao về quan điểm này. Nhưng mà bù lại thì hãng vẫn trang bị cái hệ thống camera 360 độ và có đầy đủ tính năng cảnh báo lịch làng, cảnh báo tiền va chạm và có một cái hệ thống an toàn chủ động cao lên đến tận 6 túi khí cho cái chiếc Veloz Cross của mình, full cả 4 đĩa cho 4 bánh. Đó là điều mà Toyota luôn làm được cho các dòng xe của mình tại thị trường Việt Nam. Các bạn nghĩ như thế nào về hai dòng xe Toyota Veloz Cross cũng như là Mitsubishi Spender Cross? Hãy để lại bình luận bên dưới các bạn nhé. Và chúng ta mong muốn so sánh dòng xe này với những đối thủ nào trong cuộc phân khúc, chúng ta cũng hãy bình luận cũng như là hãy bấm đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, HVN xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.